Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang có mặt ở kênh YouTube của em. Thì hiện tại em đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp. Hôm nay em đi chơi bên đây thì tiện thể thì em làm clip để chia sẻ cho quý cô chú anh chị về một cái con đường ăn vặt của sinh viên IUH khu vực này. Đấy, em thấy khá là đông mọi người. Giờ này cũng khá là trễ rồi nhưng mà vẫn còn rất là đông. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em để theo dõi trên đây con đường này có những gì nha. Bên kia đường, đầu đường vào thì có các xe cái viên chiên nè. Đây thì mình đang uống thì mình sẽ gửi xe ngay cái chỗ mình ăn luôn. Đấy. Đây thì em thấy các bạn đa số là các bạn học sinh sinh viên. Đấy, khá là đông. Đây là cửa cỏ vào cổng Đại học Công nghiệp IUH. Giờ thì mọi người về cũng nhiều rồi cho nên là thưa thớt bớt rồi, chứ không là lúc nãy thì đông nghẹt luôn, hầu như là chắc cũng không có chỗ ngồi. Đường Nguyễn Văn Bảo thì nó có hai đầu, là một đầu là giáp với đường Lê Lợi và một đầu là sẽ giáp với đường Nguyễn Thái Sơn. Đường Lê Lợi cũng là đường có nhiều quán ăn, và cả quán nhậu nữa. Thì hướng em đi thì đường này là ra đường Văn Nghi, rồi trái là sẽ đi xuống chợ Gò Vấp, rồi em sẽ quẹo phải.
trên cầu Hiên Hoài có một cái quán trà sữa đồng giá 19k mà em thấy cũng khá là đông nè. Ở bên đây thì đường này là đường Lê Quang Định đúng rồi. Đường qua Lê Quang Định đoạn này có một cái quán quán Lộ Thiên quán nhậu. Bình thường em đi vào lúc chiều khoảng 7 giờ thì cái quán nó rất là đông. Cái đoạn khu vực ở bên Gò Vấp này thì anh thấy là đa số là quán nhậu là nhiều, quán nhậu với quán ăn vặt là nhiều hơn. Có một cái quán quán nước và đây đường ngay trung tâm xe máy khá là đông. Rồi, từ với một dãy luôn. Về ngày dài mệt mỏi, làm mệt mỏi đi học căng thẳng thì rủ bạn bè người thân ra các quán ngồi lề đường ngồi hóng mát nhìn xe chạy thì em thấy khá là thư giãn. Em cũng thích vậy cho nên là cũng hay đi đây đi đó ngồi các quán lề đường nhìn xe chạy rồi nói chuyện với bạn bè. Video của em cũng
dài rồi cho nên là em xin phép là dừng video của em ở đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.